trời bắt đầu nhá nhem tối cũng là lúc những mối nguy hiểm đang rình rập. Những chú voi con luôn là tối tượng cần được bảo vệ. Một con voi trưởng thành đã đánh hơi được mùi của linh cầu. Một con linh cầu không bao giờ là mối đe dọa nhưng nó không bao giờ chỉ có một mình. Những con non đang đói thôi thúc chúng đi kiếm mồi. Linh cầu đang dần tiến đến phía đàn voi. Những con voi trưởng thành đã quay thành vòng tròn để che chắn cho mấy đứa con của mình. Đàn linh cầu tiến đến gần, đàn voi bắt đầu hoảng sợ và tách nhau ra, một cặp mẹ con đã bị tách hẳn ra khỏi đàn. Voi mẹ cố gắng để xua đuổi những con linh cầu đang vây quanh, voi con bám chặt lấy chân mẹ không rời, nó cũng rất hoảng sợ. Tình thế đang rất nguy hiểm thì các thành viên khác trong đàn đã phát hiện và chạy đến ứng cứu, đám linh cầu vẫn bám dịt phía sau. Bỗng voi con bị tụt lại và rơi vào tay của bầy linh dương. Tính mạng của chú đang bị đe dọa, rất may một con trong đàn đã quay lại và cứu kịp thời. Môi trường thiên nhiên cũng là môi trường khốc liệt.